Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì đã bao lâu rồi anh em chưa thấy một con hạt du cát nó bê ca ở trên một cái clip rất là lâu rồi đúng không? Anh em tự nói thiệt với lòng mình coi được bao lâu rồi. Nói chung là rất là lâu rồi mình cũng chưa có quay lại hạt du cát nha nè. Thỉnh thoảng thì vẫn có những hạt như quang vũ cam đồ này kia vẫn có. Nhưng mà du cát là rất lâu rồi đó. Theo tôi nhớ là như là chắc tầm hơn năm rồi đó mấy không? Ok, trước khi vô ngày thì mình thu hoạch giùm vô ạ. Chắc không có thu hoạch đâu mấy không. Cái này kiểu đi tưới nước. Ông này ông chuẩn bị hai trăm mấy chục cái xô nước. Mình sẽ múc nước giùm ổng luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vô tới cái server này. Ad này chỉ VIP 5 thôi. Server là 1631. Server đặc biệt anh em. Để là server đặc biệt lục vận. Cũng khá đẹp ha. Vào VIP nào. Được 994k thôi, chưa được 1 triệu, chỉ nạp được có 990 mấy k, 6k nữa là 1 triệu, 994 đục ngon lành ha. Điểm danh, điểm danh thì con ngạc này đã điểm danh được 30 ngày thôi. Rồi cái số ngày này mới thấy những con ngạc du cát thôi chứ mấy à, chừng trăm ngày khó kiếm du cát dữ lắm. Bây giờ sẽ vô luôn nè. Đây là men tiểu kiều thức tỉnh 3 sao, thằng bên cộng 25, set cam thôi, bảo vật cam ngựa tím, chiến pháp đang xài là cái khai dương với lại cái như bàn thạch. Đạo chính của chúng ta ngày hôm nay thì tầm này là cầm một set đỏ là dữ lắm rồi anh em ạ. Thứ nhất là mấy ông cũng không đủ cấp để mà giới hạn, thứ hai nữa cũng không đủ tài nguyên để giới hạn lên kim, một món kim ba thức tỉnh 3 sao, thằng binh cộng 50 gì? Chưa giới hạn đỏ luôn, cam thôi. Rồi bảo vật thì bảo vật cam, ngựa thì ngựa tím, chiến pháp bạo ngược thôi, đơn giản chỉ vậy. Cuối cùng là con tiểu kiều này luôn, bút đam cho con du cát. Rồi thì con tiểu kiều này thức tỉnh là 2 sao, thằng binh thì cộng 35 nha, xếp cam, bảo vật cam, ngựa tím, chiến pháp quen được. Sổ tướng cũng không ra ôn gì. Sổ tướng chỉ có mỗi có một sổ một duy nhất kim anh em được không mở nhân lộc. Tầm này thiếu sổ luôn mà, tầm này BK mới đã nè, quay lại cái thời niên thiếu. Rồi tẩy luyện thì sao, chắc mình nghĩ tầm này tẩy luyện nó cũng không có biết gì nhưng mà cũng vô xem có thuộc tính nó sơ sơ rồi. Cũng được công 22% nè, giỡn hoài. Bảo vật thì sao? Ở bảo vật thì làm sao đủ level được, quên quên. Làm gì tầm này mà đủ level bảo vật được anh em. Rồi mình sẽ đi qua bên thằng giỏ luôn á. Rồi thằng giỏ thì ngạc này được cái túi càn khôn 2 sao, với lại dương cái chuẩn bị lên 3 sao. Thẻ biến hình. Thẻ biến hình thì trời ơi, thẻ tím thì 2, 4, 6, 8 cái thẻ tím, một cái thẻ đỏ chỉ vậy thôi. Rồi cẩm nang, rồi nạp cũng ít anh em, cho nên cẩm nang thì kiếm mấy cái đào, có đào là mừng lắm rồi. Được có mỗi men có đào thôi, con này cũng có đào không nên xài, xài sợ bóp tem lắm. Rồi cuối cùng là mệnh tinh, có cái phụ cũng dân tinh luôn nè. Rồi dân quá dân quê mà chưa kích hoạt thôi ha. Ok mình sẽ ra phần tướng. Trước khi vô phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình cho anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ vô tới phần tướng. Con ngày nào bếp này thì có luôn tướng kim quá trời vậy ta, 5 con tướng kim anh em, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Rồi thêm con võ thánh đại đao binh nữa. Ừ, võ thánh đại đao binh thì chỉ cần điểm danh là có, mảnh tướng thì chắc không có đâu. Toàn mảnh đỏ, không có mảnh kim luôn mà. Số ngày này làm sao mà có nhiều được. Thú. Thú thì bạch hổ quyền vũ. Rồi trận pháp. Rồi chẳng pháp thì tầm này chưa luyện được gì chứ, mới được con chặn một chính xác xong đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô phần túi đồ. Túi đồ thì đang có một cái hồ lô ngạo đường. Nè, tiêu dịch lấy ký chưa đủ để lên giới hạn thấy không? Hai cẩm nang đỏ. Tính vật động nguyên, thôi con ngạc này chuẩn bị nguyên nữa rồi. Rồi xong rồi gương tướng cam, mảnh linh khí gì tùm lum hết trơn rồi. Ừ, mảnh tử thần. Ok, thì bây giờ mình sẽ qua phần cuối cùng đó là đá và ngọc. Rồi. Mở ra được viên linh quẩn nó bé hết chứ. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình BK nhá. Giờ anh em chỉ chờ đợi là cái phần. Ôi con ngạc này top được chiến nó tới tặng 29 lận anh em ơi. Hai con kiều mà top 29 là hơi chua nha. Hai con kiều mà top 29 thì quýnh vô 25 thử lại không. Có nghĩa là đồ cũng thiếu quá. À thì ra trong đội là bị 56. Không sao đâu.
Có sao đó, anh em bắt đầu có sao đó. Tao cái con. Ủa? À, con du cát bị mất lượt. Để chơi nhiều khi chơi phiên bản tốc độ đúng hay khó á. Quang Vũ cái này không có được lực. Không có được lực cho lắm. Ông kia cũng xài cái vô giải hay gì? Hay là cái ngưng thần gì? Bên kia không đủ nộ đi chơi. Vô cát là mày lợi hại lắm nha. Ông kia cầm cái vô giải. Quang Vũ vô giải, vô cát thiếu đam là hay mệt lắm. Khó à. Tầm này BK nhìn đá chứ. Con thú điên đó, nó bốc hoài vậy. Ton rồi. Ủa nó hồi máu nữa chứ. Quang Vũ xài sáu biến anh em. Ừ. Tự nhiên nó dính, tự nhiên nó dính độc kìa. Ủa, con Quang Vũ này xài xảo biến. Đúng không ta, con Quang Vũ này xài xảo ngưng thần kế hay xảo biến ta? Ủa xài xảo biến. Mà tại sao nó lại xóa cái hiệu ứng hồi nãy giờ, chắc có viên đá gì hả? Đâu có đâu em. Đây, có cái thao quen nè quên. Cái thao quen này, cái xác suất xóa hiệu ứng hiệu quả xấu nè. Cái thao quen này cái gì chứ lợi hại lắm. Bởi vì bây giờ mấy viên đá nó ra sau này là mấy con du cát là phế hết. Chưa tính chiến pháp đó. Ổng mà mở cái vô giải thì mệt với ổng rồi. Win top 24 luôn. Thủy kính miết bàn ba. Thôi lỗi khổ độc. Nhầm gì? Xóa khiên luôn nè. Trừ nộ luôn nè. Rồi đâu có đủ nộ được. Thiếu nộ liền. Thiếu nộ liền, tầm này vô cát chí lắm anh em à. Cho dù thằng tâm chính bên kia này giờ đa số anh em biết là nó chỉ toàn là B3, B4 đúng không? Thì cái tầm đầu này là vô cát nó bá một cái là mấy con búp nộ dân nữa thì nó cũng đâu có, nó đâu có xài được cái vô giải đâu đúng không? Mà nó khi mà nó không xài được vô giải thì chắc chắn bị thiếu nộ rồi. Cái tầm này ai nhiều nộ lắm thì gì được cái quan vũ thằng thì giỏi lắm 6 nộ thôi. Thằng binh đâu ra với hàng đỏ. Cái hàng đỏ công 75. Ok, lá win cũng xếp thua tội. Giờ này nó cầm cái vô giải cũng hơi chua với nó đó chứ. Ok, vô cát, chơi vô cát luôn. Động viên 3. Nói gì nói như động viên 3 thì động viên 3 chứ. Gặp cái con du cát này hơi bị mệt đó. Khá là nhiều đam anh em thấy chưa. Tầm này gây đam thì thôi nhé luôn ạ. Gây đam hơi bị ghê luôn ạ. Bây giờ thì ăn mấy con này tốt. Nhưng mà sau này hơi chua. Nè, bắt đầu nổ nè, nó nổ nè. Nổ. Sao mà đỡ được. Ông này thọ thương đá tím. Ông này xài đá tím thọ thương. Mà thọ thương ngự nữa. Cho nên nổ đâu chứ. Sao đỡ được. Ok, con ạc view 3 du cát mà tầm này chơi cũng khá là ok đó nha. Mấy ông suy nghĩ tới Trương Liêu làm gì. Đây nè, du cát diệt thiệu rồi tầm này chơi được nè. Đây, lại là động nguyên nữa nè. Quay mấy cái tem này quýnh lộ PvP nè. Chứ giờ vô gặp mấy ông top vô quýnh đùng 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 dùng chiêu thức không. Sao có nổ để chơi được. Có
con đâm chính nó chưa được quýnh nữa kìa. Sao đỡ được? Cái đồ nguyên một khi đã quýnh nó quýnh cũng đào ác đó chứ. Xó tài ơi, mày không xó là chết tem rồi. Thua anh em, thua. Cái du cát nó gặp mấy con bất tử nó sợ giả man lắm. Ok, lên top 17 quýnh luôn nha. Rồi cái tem này thì mình tự tin mình nói với anh em là bỏ vô trong túi nè. Sao mà đỡ được trời ơi, sao không án luôn mà vậy. Chưa đốt ai. Tầm này chơi cho vui qua nó cũng lực vậy đây hả? Ác thiệt. Thôi lỗi cổ độc. Thua anh em. Thua. Dù có dính độc thằng này, cái hàng kia nó bút khó chịu thật sự. Với lại con ngạc chiêu cát này còn thiếu thốn nhiều thứ. Con ngạc chiêu cát này thiếu chiến pháp, thiếu tùm lum hết trơn. Cho nên là nó sẽ dư được lực lắm. Bây giờ mình sẽ lên mình quýnh với ông quỷ viên này coi sao. Quỷ viên động nguyên. Quỷ viên nó sẽ bút cho thằng này kia rồi ha. Nó sẽ chón cái đầu bút đam cho thằng ngoài sao ha. Được đó. Này thì bút nè. Đó, lực sát thương, quýt sát thương cho thằng sao. Mạnh đó. Trời, mạnh dữ trời, thôi ơi, to. Mấy ông này lực dữ ta. Sao càng lúc càng lên trên là càng thứ dữ anh em. Đồ cũng chưa có 4 món đỏ nữa nè. Nhưng mà được cái đâm chính của người ta chuẩn bị hai cái chiến pháp. Và đâm chính tập này, ông này có một cái chiến pháp đầy rồi. Mày dình núi. Động nguyên niết bàn 2 mà dương dị niết bàn 2 nó mới ghê. Đây là ông đầu tiên tốc độ cao hơn mình. Thôi lỗi cổ độc. Trời ơi. Ghét con du cát là không chơi nó, là có một cái là anh em ghét nó một cái là nó tào lao lắm. Con du cát nó tào lao lắm, dù chiêu không phải là lúc nào nó cũng trúng. Nó trúng đó nhưng mà nó không dính độc. Cái này phải có chính xác nhiều. Chắc đi quá. Trời như vậy nó dính rồi. Thôi thêm cái nữa là con du cát không có cái hoa đà nữa. Cái tầm này càng hút máu lắm á. Tại vì tầm này đâu có cái gì để hút máu đâu. Rồi xong. Buộc có yển phản hả ta? Ông nào có xài cái yển phản, chắc Đổng Nguyên xài yển phản quá. Tôi biết mà. Ghê, nhân phẩm ghê. Thôi vậy là xuống dưới quýnh được rồi anh em. Chứ lên trên là nó đấm mình chết. Thôi xuống dưới đây quýnh thì ông 20 này cái nữa cây. À đó, nó phải như thế này nè. Build như ông anh em build tư mà ý đồ. Thôi lỗi cổ độc mà mày. Ôi là trời, con tư mấy gì vậy? Cái what the fuck, con tư mấy đá kim mà đá đỏ hả? Ôi đá kim luôn anh em, đừng có nói đá cái viên đá gì, đá gì đó. Thấy ghê hả? Nó thổi một phát một luôn. Mà đúng rồi, cái tem chuẩn của con du cát không phải là con tiểu kiều. Tem chuẩn của Will 3 du cát không phải là hai con kiều nha anh em. Nó phải là một con men đôm chẳng hạn. Đó, con du cát thì nó không cần wood dam, nó là dam dạng dam độc mà. Cho nên nó không cần wood dam nhé. Không biết ông này chỉ có một trận hình thôi. Men là chính xác của nó là phải là men đôn nè. Con này là phải là con chương hợp, không phải là con tiểu kiều. Tại biết sao, hai con tiểu kiều này không thể nào nó đủ khả năng để truyền nộ cho nhau. Đó, cho nên con chương hợp khi mà lên cộng 10 anh em giới hạn đỏ lên á
thì khả năng của nó chỉ cần giới hạn ở bậc 1 thôi, bậc 1 hoặc bậc 2 thôi. Ở cái thiên phú cộng 10 á, là nó đã dùng chiêu tăng nộ rồi, là nó sẽ tự khả năng của nó có thể là nó quýnh một lượt, nó dùng chiêu xong nó vẫn còn nguyên nộ luôn á. Thì con du cát này thường thường anh em hay xài bạo ngược đó, để cho nó nhận full nộ cho nó nè, cho nó nhận đủ nộ mỗi lượt nè. Rồi thêm trường hợp bút nữa thì lúc nào con du cát nó cũng nằm ở chế độ dư hết trơn, dư nộ hết trơn á, cho nên không cần bút đam cho nó, không cần bút nộ cho nó, con trường hợp nó lo được. Vấn đề nằm ở chỗ là con trường hợp nó lo được với cái bạo ngược lo được. Nó nằm ở chỗ là phải có cái chiến, có một con tăng nó tem chuẩn của nó, còn view bút bút đam bữa này là bị đấm đúng rồi. Chứ đúng ra con nghẹt view 3 du cát cái tầm này là phải lực lắm nè, tầm này là lực, tầm này là mạnh lắm. Với lại server này cũng đâu có whip nhiều đâu, mình lên cái top 1 mình xem thì may ra sẽ có ông whip chứ mấy ông kia chỉ động nguyên là bình thường thôi. Ông này thì cũng vậy, ừ ông này hơi được 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 nè, ông này tầm whip 8 whip 9 gì nè, tiếng thối ngọc đồ các kiểu nè, 89 biết 10 gì đó, thú thằng giỏ phong thiên ngắn đâu luôn nè. Cẩm nang thì này không phải dạng whip dữ, whip bình thường thôi, ba set đỏ luôn nè. Mấy ông top 1, top 2, top 3 thì được, chứ với những con ngạc hồi nãy giờ mình VK không có ông nào mà top 8, top 9 rồi nè, top 8, top 9 không có đâu. Tại vì anh em thấy mình soi đồ rồi cũng có chỉ set đỏ rồi này nọ thôi. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là con ngạc này chưa có bung vàng. Đó, giờ phải kiếm con men đôn bung vàng cho nó nữa, vàng nhiều lắm nè, 380.000 vàng rồi kìa, chỉ có whip năm thôi đó. Anh em thấy không, thích cái gì hay thiệt, 380.000 vàng bung hết mua dịch ký giới hạn đỏ lên các kiểu ra điểu thì nó sẽ cỡ nào nữa, thấy ghê chưa, 380.000 vàng mua cẩm nang cũng dư sức luôn. Rồi video này em sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo, chúc anh em xem video vui vẻ nha, bye bye anh em.